Xin chào mọi người, lại là Linh đây. Welcome to LTL TV. Bây giờ thì mình đang ở khu phố shopping của Nara và bây giờ mình sẽ đi tìm tiệm mochi để xem biểu diễn đánh mochi. Đã hết mất màn đập mochi rồi, nhưng mà phải đợi 30 phút nữa là thôi lười lắm, nên là thôi ăn luôn. Cái mochi này rất là nóng, vừa mới được làm xong. Đây là món nhân đúng không? Không biết là bên trong món nhân gì luôn, nhưng mà nó rất là ngọt. Khá là ngon. Đây là matcha, mochi matcha. Bây giờ thì mình sẽ đi ăn tối sau một ngày đi shopping mà không hiệu quả một chút nào, thì không mua được một món đồ nào cả. Bây giờ ăn tối ở một nhà hàng Kaiseki có tên là Uno tại Shibashi. Nhà hàng này thì đã được đặt trước 1 tháng và có vẻ là nhà hàng này thì được rất là nhiều người Nhật ăn, nên là mong là nó sẽ ngon. Món đầu tiên là một món nhìn trông rất là healthy và được để trong một cái cốc rất là bé, là củ cải hầm, và trong đấy sẽ có meatball được làm từ sò điệp. Và món thứ hai sẽ giống như kiểu một cái salad được đựng vào một cái tô rất là xinh như thế này. Wow. Cái lá này là cái lá thật. Trong này thì sẽ có những nguyên liệu. Làm sao để lật nó ra nhỉ? Không được, quá là nguy hiểm. Thì trong này sẽ có những nguyên liệu như là thạch con nhác, cà rốt, cam, bean, đậu, hạt thông, củ ngó sen. Nói chung là món ăn này sẽ biểu trưng cho sự may mắn. Củ sen rất là ngon. Đừng nghĩ tưởng anh quay bean. Hạt thông rất là bùi. Có bí đỏ nữa. Loại cái sốt này là sốt đậu phụ. Rất là thanh mát, rất là tuyệt vời. Súp dashi và cá và nấm. Măng. Wow, măng. Cái súp này có vị chua chua đúng không? Đậu phụ làm từ vừng. Đậu phụ siêu ngon. Texture dai dai tan trong miệng với một cái mùi vị rất là thanh. Ăn một lần nhớ cả đời. Miếng cá này rất là mềm, rất là ngọt thịt, rất là chắc thịt. Nó đã được chiên qua một lớp. Rất là ngon. Rất là ngon. Đây là một đĩa sashimi tổng hợp. Cá ngừ hun khói. Lộn. Cá ngừ khè lửa. Uni. Bơn. Liệu như cá bên trên không phải cá ngừ, đây mới là cá ngừ. Cá ngừ này thì không khen lửa. Thì cá bơn này rất là ngon luôn. Món tiếp theo là
một món khá là đặc biệt. Nó được chế biến từ con cá độc nhất thế giới là cá lóc puffer fish. Cá này thì rất là nguy hiểm, nếu như mà người đầu bếp mà không biết chế biến thì có thể gây độc. Không, nghĩa là chưa loại bỏ được hết cái độc ra khỏi con cá thì sẽ gây nguy hiểm cho người ăn. Đầu bếp thì phải có bằng thì mới có thể được chế biến con cá này. Đây là da cá, đây là tinh hoàn cá lóc. Rất là ngậy, rất là mềm, tan trong miệng. Một hương vị thật là khó quên. Mình sẽ tới với món ăn tiếp theo, một món ăn rất là cute phô mai que. Cái này là rong biển đúng không? Có bào ngư này, có tempura, bắp cải tí hon, Brussels sprouts và nấm và rong biển. Khói ăn bằng thìa. Quên mất. Làm. Khói gì rất là ngọt ý, mà nó không mềm như khoai đâu. Đây là món cá và tinh hoàn cá. Teriyaki. Ê sao nhìn giống não nhỉ? Giống não lợn đấy. Tinh hoàn cá. Và đây là miếng cá, một loại cá Nhật gì đấy. Nhìn hơi giống lươn. Mà nhìn có vẻ ngon. Sốt teriyaki. Cá không ngon lắm nhưng mà tinh hoàn cá ngon. Nó chỉ mặn bên ngoài thôi nhá, bên trong nó hơi ít vị. Món tiếp theo là mì somen, mì lạnh ăn với trứng cá hồi, dashi và sea cucumber. Món này lạnh giá như trái tim tôi vậy. Ngon 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 ngon. Sợi mì này rất là ngon đấy. Món tiếp theo là một món thịt. Có bò wagyu hầm, củ cải và dưa hành. Rất là Vietnam-y. Ngon 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 như này. Món này được bò mềm. Món tiếp theo là cơm và cá cơm và miso soup. Đây là cá cơm. Chứ lúc mấy con cá cơm này nhìn nó trắng ợt quá, nhìn nó buồn. Đến món tráng miệng, một món kem. Đợi mãi mới ra cái món này, như là vừa mới đi mua kem, làm kem xong hay sao ấy. Mình ngủ hết cả, ngồi đây từ 6 giờ tối bây giờ chưa ăn xong bữa tối. Nhiều khi ăn quả dâu ấy, cảm giác như kiểu đang ăn cái kem đánh răng ấy. Thế cái bé em toàn ăn, à nhầm, toàn đánh răng bằng kem đánh răng dâu ấy. Quá no và quá buồn ngủ, ăn từ 6 giờ cho tới 9 giờ rưỡi, khiếp ai đập bàn ấy. 9 giờ rưỡi hơn, bây giờ mới xong. Good night. See you in the next vlog.